What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Ear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em review một con bàn phím cơ. Phải nói là nó ngon khủng khiếp và cái giá của nó thì mang lại quá là hời. Cùng với cái tầm giá như thế này thì rất khó mà có thể kiếm được một con bàn phím cơ nó hoàn thiện từ A tới Z luôn anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ cùng cho các bạn nghe cái tiếng gõ trước nha. Ok, thì đây là cái đang là phiên bản Braille Switch nha. Đấy, thì như các bạn vừa mới nghe thì cái tiếng của nó khá là mờ lem. Đó, hầu như không có tiếng lọc sặc luôn các bạn ạ. Và cái tiếng của nó rất là trong, gọn gàng chứ không có theo cái kiểu hơi đục đục. Những cái phím dài start thì nó đã được làm hoàn thiện rồi. Các bạn nghe không hề có tiếng lọc sặc tí nào luôn. Đó, gõ rất là sướng. Brown nữa cho nên là nghe cái tiếng nổ pop pop của nó cũng to. Vậy thì em này đã được trang bị những cái gì và giá của nó là bao nhiêu và là của hãng nào thì ok, bây giờ mình sẽ cùng 500 anh em đi review chi tiết nhé. Let's go. Đầu tiên chúng ta sẽ thêm thử ở trong hộp, ngoài chiếc bàn phím ra thì chúng ta còn được kiếm thêm những thứ gì nhé. Chúng ta sẽ được tặng thêm một cái cover bằng nhựa chống bụi rất là ngon. Đó, mình đã thích cái kiểu cover như thế này để dành cho những lúc mà mình không sử dụng thì mình có thể chắn lại. Đây, chúng ta sẽ có thêm cái cuốn hướng dẫn sử dụng. Đó, và chúng ta biết được rằng đây là của hãng RK nhé. Nó có rất là nhiều chức năng cho nên các bạn nên lưu giữ lại cái cuốn sử dụng này. Ngoài ra thì chúng ta còn được tặng thêm những cái switch để thay thế một cái key buller và switch buller 2 trong 1. Ngoài ra chúng ta sẽ được tặng thêm một cái cọng dây cáp. Và cái cọng dây cáp thì nó sẽ bằng nhựa thôi chứ không phải là bọc dù. Nhưng con này là dùng không dây cho nên là cái bọc nhựa này nó cũng được. Tuy nhiên thì cái này nó có một cái đặc biệt, đó là ngoài dây cáp tai C bình thường như thế này, tai C sang tai A, thì chúng ta sẽ có thêm một cái nữa, đầu nữa, đó là tai C sang tai C luôn. Cái này dành cho những cái bạn mà đang sử dụng Mac, MacBook ấy, thì nó rất là tiện. Cũng như là những cái cục sạc dành cho Mac thì nó chỉ có cổng Type-C thôi, thì nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Ok, quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta. Đây là em RKH81 nha các bạn. Đây, các bạn có thể thấy thiết kế của nó theo cái kiểu dạng khá là hầm hố xôi thịt như thế này. Tuy nhiên thì khi mình cầm lên thì nó rất là nhẹ. Có lẽ là do cái blade của em này thì đang làm bằng PC. Và khung của nó bằng nhựa như thế này nhá, full nhựa luôn. Đấy. Đó, đằng sau thì chúng ta sẽ có một cái tấm nem khác và nó làm bằng kim loại vát nhẹ đây, khá là đẹp. Và chúng ta có thể gỡ cái này ra nếu mà chúng ta không sợ xước. Ở phía đằng sau thì chúng ta sẽ thấy có thêm cái lẫy hai nấc để nâng hạ độ cao. Cái dạng hai nấc như thế này thì khá là tiện, tại vì nếu mà các bạn tùy biến được cao hay thấp theo ý thích của mình. Chúng ta vẫn sẽ có những cái tấm chân cao su. Và em này cũng có tích hợp thêm một cái khay để đựng cái USB rời 2.4G. Đấy, hiện tại thì mình đang cắm USB rồi. Ok, ở phía trên thì chúng ta thấy là em này đang sử dụng layout 85. Khá là thịnh hành bây giờ. Chúng ta sẽ có từ F1 đến F12 và có thêm một cái F13 ở đây. Và F13 này nó đã gắn nút đeo rồi nha các bạn. Với cái layout 84 này thì chúng ta sẽ thích rất là tiện lợi cho cái kiểu như là dạng TKL nhưng mà rút gọn một xíu. Chúng ta sẽ có cái mũi tên chuyển vào trong và nút ship này nó sẽ tầm thu gọn lại. Em này thì sẽ có thêm một cái núm. Tuy nhiên thì cái núm này là để chuyển các cái chế độ kết nối và bật tắt phím. Đây, chúng ta sẽ có off, rồi sau đó 2.4G, rồi Bluetooth 123. Đấy, nó dùng để chuyển đổi chế độ nha các bạn.
chứ không phải dùng để tăng giảm âm lượng. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào cái phần keycap nhé. Keycap của em này thì cũng rất là ngon đấy. Keycap gắn khá là chặt vào trong cái switch các bạn ạ. Đây, keycap em này thì là chất liệu PPT và được làm double shot. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy cái thành keycap của nó làm khá là dày dặn và cái chất nhựa cũng khá là đẹp, hơi nhám một xíu. Và cái chữ của nó thì làm cực kỳ là nét luôn nha các bạn. Mặc dù là PPT double shot giá rẻ thôi, tuy nhiên của nó chữ của nó làm khá là nét và không có bị nhòe. Chúng ta sẽ ngó sang một chút về cái phần switch nhé. Con này thì nó sẽ chia thành 3 bản switch khác nhau, đó là có bản Blue, Brown và Cyan. Hiện tại mình đang cầm ở trên tay đây là phiên bản Brown, và cái switch của nó sẽ là switch của thằng RK Switch luôn. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái hãng RK nó được in lên trên cái switch như thế này. Và đồng thời chúng ta có thể nhìn thấy được cái plate của em này sẽ là plate PC, tức là nhựa. Với cái switch này mình thấy hình như nó đã khắc phục được một số các nhược điểm, ví dụ như là sạn cũng như là pin lá đồng của cái con switch RK cũ. Đó. Ok, khi mà mình gỡ cái switch ra thì chúng ta có thể thấy cái mặt của nó sẽ là mặt màu trắng, có lót foam luôn. Foam ở ngay phía dưới cái PCB. Và ở phía dưới cái foam đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ ràng là nó sẽ có một thêm một cái lớp. Cái này giống như switch pad vậy đó. Đó, nó lớp bằng silicon luôn. Với cái switch pad này thì các bạn yên tâm là chúng ta sẽ không cần phải tép móc làm gì nữa. Âm thanh nó ra đủ ngon rồi. Đặc biệt là ở dưới nữa thì chúng ta sẽ thấy nó có lót luôn cái foam ở dưới đáy luôn. Rất là ngon. Nói chung là nó đã build từ A tới Z luôn cho các bạn nhé. Nói về chất lượng build thì chúng ta phải kiểm tra thêm một cái thành phần nữa, đó là strap. Strap của con này thì mình thấy nó là dùng strap hình như là custom của chính hãng luôn hay sao đấy. Mình thấy nó cũng hơi lạ. Vì cái strap của nó sẽ là màu trắng đục như thế này. Và có lúp luôn. Đây các bạn nhìn thấy lớp lúp của nó khá là dày dặn, không giống như một số hãng. Và đặc biệt là cái strap này nó cũng đã được cân chỉnh sẵn rồi. Cho nên là khi các bạn nghe thấy tiếng mình gõ các cái thanh strap này thì hầu như không có cái hiện tượng rung lắc cũng như là nghe tiếng lọc sọc nhé. Đây. Đấy. Cực kỳ đã luôn. Tất cả các nút luôn nhé. Mình rất thích đặc biệt là cái nút space này. Nó làm phải nói là cực kỳ chỉnh chu luôn. Quá ngon cho một em mà có thể nói là stock như thế này. Về các cái chế độ kết nối thì em này đang có sử dụng 3 chế độ kết nối. Thứ nhất là chúng ta sẽ dùng cổng Type-C ở đây. Đó. Thứ hai là chúng ta có thể dùng Bluetooth và nó sẽ có tiếp nối được một lúc 3 thiết bị, 1, 2, 3 đây. Đó. Và chúng ta sẽ có thể chuyển sang dùng Win hoặc dùng Mac ở đây, và nút A, nút S đây. Và đặc biệt là chúng ta cũng có thể chuyển sang dùng 2.4G bằng cách đó là chỉ cần gạt cái này qua. Đó, là chúng ta sẽ kết nối với 2.4G luôn. Rất là tiện. Ở đây chúng ta sẽ có B1, B2, B3 nữa. Thì không cần phải thao tác FN123 đây làm gì. Ta chỉ cần gạt là nó sẽ tự động chuyển sang kết nối với thiết bị thứ 2, thứ 3. Cực kỳ nhanh gọn. Ngoài ra thì em này đang được trang bị hệ thống đèn LED RGB 16,8 triệu màu. Và với cái hệ thống đèn LED khá là sáng, đồng thời là nó cũng sẽ có cái phần mềm cho chúng ta custom, cũng như là chỉnh lại LED, macro phím vân vân, chỉnh lại phím rất là nhiều. Với cái phần mềm chính hãng này thì các bạn yên tâm chúng ta có thể tùy biến cực kỳ cao. Đó, như các bạn đã thấy thì cái hệ thống đèn LED của em này rất là sáng. Riêng về cái hệ thống đèn LED cùng với cái plate PC thì mình không có gì phàn nàn rồi, tại vì nó quá là sáng luôn. Đây, mặc dù là mình đang để đèn ở trong phòng rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ show cho các bạn xem một số các cái chế độ đèn LED của em này nhé.
Ngoài ra thì em này có một cái nữa, đó là có trang bị thêm một cái cổng tai C nữa. Với cái cổng tai C này chúng ta có thể dùng để sạc điện thoại được luôn, hoặc là kết nối với một thiết bị khác nữa. Và ngay từ đầu thì mình đã có sao test cho anh em về cái bản Brown Switch của RK rồi. Bây giờ mình sẽ cùng sao test cho anh em nghe lại hai bản, nghe thêm hai bản nữa, đó là Bloom và Cyan. Riêng về bản Cyan thì nó khá là giống với Red vì nó là dạng linear và nó sẽ được lúp sẵn rồi, cho nên là khi các bạn gõ thì nó sẽ mượt hơn rất là nhiều và cũng ngon hơn. Tất nhiên là sẽ giá thành nó sẽ cao hơn hai cái bản Brown và Blue. Còn với Blue thì rất ít hãng mà sử dụng Blue lên cái những cái bàn phím custom như thế này. Nhưng và với con Blue của con này thì mình gõ nó nghe nó cũng khá là hay đấy. Tại vì những step của nó đã được cân chỉnh sẵn rồi, cho nên chúng ta sẽ nghe chọn được cái tiếng click của thằng Blue. Ok, không nói nhiều nữa, mình sẽ cùng gõ cho các anh em nghe nhé. Ok, như vậy là mình đã vừa review sơ qua cho anh em con bàn phím RK-H81 này. Đây là một con bàn phím mới ra của thằng RK và giá của nó chỉ khoảng hơn 1 triệu thôi, từ 1 triệu tư đến 1 triệu rưỡi tùy phiên bản. Nhưng với cái tầm giá đó thì không thể kiếm được một con bàn phím full mod như thế này mà lại có những cái option, ví dụ như là có RGB này, có 3 chuẩn kết nối này, kỳ cáp PPT, double shot, rồi có cả mặt hot swap 5 chân, lót foam đáy, silicon các kiểu, ui chỉ cần là điệu luôn. Mình nói thật thì rất khó kiếm được một em như thế này. Đặc biệt là nó có một cái, đó là cái cảm giác gõ của nó quá ngon các bạn ạ. Thì với cái tầm giá khoảng hơn 1 triệu thì các bạn nghĩ sao về em RK-H81 này? Nếu các bạn có ý kiến gì thì hãy để lại bình luận phía dưới phần comment nhé. Còn nếu các bạn muốn tham khảo giá thì có thể click vào link ở phía dưới phần mô tả video. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share, ủng hộ kênh Bot Gear đấy. Bye bye.